Xin chào tất cả mọi người, chào mừng bà con và các bác đã tiếp tục quay trở lại với kênh cây giống và dược liệu Tam Đảo của em Hải. Thì hàng ngày ngoài những cái video giới thiệu cho bà con về những cái cây giống lâm nghiệp quý hiếm cập nhật hàng ngày cho bà con, thì ngoài ra em cũng cố gắng cập nhật thêm vài những cái loại cây giống dược liệu quý hiếm mà đơn vị của em cũng đang phát triển. Thì hôm nay là đến với cái vùng nguyên liệu mà chúng em đã phát triển về cái loại cây dược liệu, đó chính là cây khôi nhung tía. Thì hiện nay là đây chỉ là một cái vùng đằng sau em đây chỉ là một cái vùng nguyên liệu nhỏ trồng tại vườn của trên núi Tam Đảo của em Hải. Lát nữa thì em sẽ lên trên núi Tam Đảo để mà quay thêm một cái vùng dược liệu rất là lớn trên đấy mà chúng em đang phát triển về cái cây dược liệu khôi nhung tía này. Thì nói về cây khôi nhung tía này thì đây là một cái loại cây dược liệu mà nó có rất nhiều các hoạt chất dược liệu quý hiếm để mà hỗ trợ điều trị cũng như là điều trị các rất nhiều các loại bệnh liên quan đến đường ruột và dạ dày hoặc là về tá tràng. Đó, rất nhiều những loại bệnh khác liên quan đến những cái dạ dày nữa. Thì đơn vị chúng em thì ngoài cung cấp trước giờ là thường là chỉ cung cấp cây giống về cây lâm nghiệp và cây dược liệu cho bà con cũng như là cho các doanh nghiệp mà phát triển. Nhưng mà cá nhân em Hải thấy thì là khi mà những đơn vị khác trồng về cây dược liệu và sản xuất ra cái dược liệu khô ấy, cung cấp ra thị trường thì với cái giá cả là nó khá là cao. Bà con là thường là tiếp cận với những cái sản phẩm dược liệu để mà tuy là nó tốt, nó hỗ trợ điều trị rất là tốt, nhưng mà đổi lại là cái giá thành bà con phải mua với cái giá rất là cao. Thì đơn vị chúng em cũng nắm bắt được cái vấn đề này, thì là hiện nay là đơn vị chúng em đang phát triển cũng như là đang tiến hành sản xuất điều chế trực tiếp cái sản phẩm dược liệu khô để cung cấp cũng là mang đến cho bà con và tất cả các bác mọi người, những người quan tâm đến cái sức khỏe, làm sao để tiếp cận được với cái nguồn dược liệu cũng là những cái sản phẩm dược liệu khô với cái giá thành rẻ nhất đó. Hiện tại em đang có mặt ở dãy núi Tam Đảo, đang ở trên là độ cao là 400m so với mực nước biển. Thì một lát nữa thì em sẽ đi lên trên cao nữa, ở trên núi để em quay trực tiếp cái hình ảnh về cái cây dược liệu khôi nhung tía mà chúng em đang phát triển ở khu vực phía trên này. Rất là cao, thì một lát nữa thì em sẽ cho bà con xem cái hình ảnh thực tế nhất. Đây, bà con thì thấy đây là cái con đường mà em đang đi lên cái vùng dược liệu chúng em đang phát triển nhiều loại dược liệu khác nhau. Bà con có thể thấy là chúng em cũng phải rất là vất vả để mà trồng cũng như là để mà đem đến cái hình ảnh thực tế cho bà con, làm sao cho đem đến cho bà con cái sản phẩm dược liệu cũng như là những cây dược liệu nó chất lượng và nó đảm bảo nhất, có nguồn gốc rõ ràng. Ui dồi. Đây cũng là một loại dược liệu quý. Đây chính là cây sa nhân tím, một trong những loại cây dược liệu này có rất nhiều công dụng cũng như là hoạt chất dược liệu cực kỳ quý hiếm. Thì cây sa nhân tím này thì hiện nay là cũng đang là có rất nhiều cái đơn đặt hàng của các bà con cũng như là các doanh nghiệp đang là muốn đặt hàng cây sa nhân tím này. Thì chúng em đang phát triển, thì đây là một cái loại cây mà nó mọc tự nhiên dưới tán rừng già của Tam Đảo, và chỉ có những cái loại cây mà nó mọc tự nhiên này và nó phát triển một cách tự nhiên này nó mới có những cái hoạt chất cũng như là nó quý hiếm cũng như là mang lại cái giá trị thực chất nhất thì đến cho những người trồng cây chúng ta, cũng như cá nhân chúng em thì luôn là muốn phát triển cũng như là mang lại thật nhiều những cái cây giống nó có thật nhiều giá trị. Thì sau hơn một tiếng vừa rồi là sau hơn một tiếng là đi leo núi để đến được cái vùng nguyên liệu và chúng tôi đang phát triển để cho bà con để tiếp cận với cái hình ảnh thật nhất. Thì chúng tôi đang phát triển ở trên dãy núi của Tam Đảo, thì lợi dụng với cái những cái tán rừng già tự nhiên kết hợp trồng với cả những cây dược liệu sẽ là tạo nên một cái chất lượng cây cực kỳ tốt. Tại đây là chúng tôi đang phát triển với trồng với cái số lượng rất là nhiều đối với cái cây khôi nhung tía này, và còn rất nhiều các loại cây dược liệu nữa chúng tôi cũng đang phát triển rất nhiều ở trên rừng tự nhiên này. Thì hàng ngày là ở những video tiếp theo sẽ cố gắng làm sao để mà cho bà con tiếp cận thêm nhiều những loại cây dược liệu chúng tôi đang phát triển ở trên núi nữa. Thì địa hình ở núi ở Tam Đảo này là chúng tôi là có cái lợi thế là có địa hình núi Tam Đảo là rất dễ cũng như là rất là tạo cái điều kiện phát triển tốt nhất cho tất cả các loại cây, trong đó có loại cây dược liệu. Cây sẽ phát triển rất là khỏe mạnh cũng như là
là làm sao nó mang lại cái chất lượng tốt nhất. Đó, thì ở phía bên kia là chúng tôi đang trồng rất là nhiều. Thì cái diện tích trồng ở trên núi của chúng tôi thì trồng rất là thưa là rộng. Để làm sao nó được đảm bảo đủ cái quá trình cây nó phát triển sau này. Thì cái địa hình của núi Tam Đảo này hiện tại là cái tôi đang ở cái vị trí địa hình khá là dốc và nó là khá là cao. Thì để mà đi lại và quay hết được cho bà con thì nó rất là rộng, chưa thể nào quay hết được cho bà con được. Thì hôm nay là cố gắng để làm một cái video ngắn này để giới thiệu cho bà con về cái cây khô nhung tiến này trước đã. Thì bà con và các bác cũng như là tất cả mọi người, các anh chị có nhu cầu muốn trồng cũng như là muốn phát triển cái cây khô nhung tiến này thì cứ liên hệ trực tiếp với đơn vị của em Hải. Chúng em sẽ cung cấp cả cây giống khô nhung tiến cũng như là các sản phẩm dược liệu khô đảm bảo chất lượng do chính tự tay chúng em, đơn vị chúng em sản xuất và điều chế cực kỳ sạch sẽ và đảm bảo cái quy trình khoa học nhất để đem đến cho bà con cái sản phẩm chất lượng nhất. Và bà con cứ liên hệ trực tiếp với đơn vị chúng em theo số điện thoại 0397928951 mà em đã đính kèm ở bên dưới video, hoặc là kết bạn Zalo và nhắn tin để mà trao đổi một cách rõ hơn. Thì cảm ơn bà con đã theo dõi video hôm nay. Đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ em Hải có cái động lực mà đi lên núi làm thêm nhiều những video này nữa. Bởi vì là nói thật cũng chia sẻ với bà con là thực sự rất là mệt mà đến được cái vùng nguyên liệu quay cho bà con những hành chân thật này là khá là một con đường dài và không phải ai cũng có thể là làm được cho như này cho bà con. Bà con là rất khó để mà có thể xem cũng như là có thể là bắt gặp được những cái video như này, thì là cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ là muốn cảm ơn bà con theo dõi đến cuối cùng video của em Hải. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.